Đó là hay thọ trì lời nói sắc pháp chẳng phải sắc pháp, hay thọ trì lời nói kiến lập sắc tự tánh, cho đến hay thọ trì lời nói kiến lập thọ tưởng hành thức tự tánh, tâm chẳng si loạn. Tất cả lời nói, tức là lời nói hay trì sắc pháp và chẳng phải sắc tâm pháp, phàm là có chất ngại là sắc, chẳng có chất ngại là tâm, tóm lại có hình tướng là sắc, không hình tướng là tâm. Song hay trì kiến lập có hình tướng sắc pháp, cho đến hay trì kiến lập không hình tướng thọ tưởng hành thức pháp mà tâm chẳng ngu si và tán loạn. Ở trong thế gian trước đây sinh kia tâm chẳng si loạn, nhập thai xuất thai tâm chẳng si loạn, phát tâm bồ đề tâm chẳng si loạn, phụng sự thiện tri thức tâm chẳng si loạn, xin tu Phật pháp tâm chẳng si loạn, giác biết việc ma tâm chẳng si loạn, lìa các ma nghiệp tâm chẳng si loạn, nơi bất khả thuyết kiếp tu hạnh bồ tát tâm chẳng si loạn. Bồ tát ở trong thế gian, chết ở đây lại sinh về kia, sinh sinh chết chết, chết chết sinh sinh, chẳng bị sinh tử lay chuyển. Tại sao? Vì tâm chẳng ngu si và tán loạn, cho nên chẳng điên đảo. Bồ tát nhập thai xuất thai tâm chẳng si loạn. Nhập thai có bốn thứ: một, chuyển luân thánh vương nhập thai, hay dùng chánh trì nhập thai, nhưng chẳng biết làm thế nào để trụ thai, làm thế nào để xuất thai. Hai, bậc duyên giác nhập thai, hay dùng chánh tri nhập thai, chánh tri trụ thai, nhưng chẳng biết làm thế nào để xuất thai. Ba, Bồ Tát nhập thai hay dùng chánh tri để nhập thai, chánh tri trụ thai, chánh tri xuất thai, hoàn toàn đều minh bạch. Bốn, phàm phu nhập thai, bất tri nhập thai, bất tri trụ thai, bất tri xuất thai, hoàn toàn đều chẳng biết. Khi chuyển pháp luân trụ thai thì cảm thấy giống như ở nhà cầu rất dơ bẩn. Khi bậc duyên giác trụ thai thì cảm thấy giống như ở trong nhà rất thoải mái. Khi Bồ Tát trụ thai thì cảm thấy giống như ở tại vườn hoa rừng cây rất thanh tịnh. Khi phàm phu trụ thai thì cảm thấy giống như ở trong đen tối, gì cũng chẳng biết. Khi Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì chẳng có nhân duyên chứng đạo, chẳng có tư tưởng si loạn. Khi phụng sự thiện trí thức thì tâm chẳng si loạn, chân chánh thiện tri thức mắt sáng, chẳng dễ gì thấy được. Nếu gặp thiện tri thức thì phải thật tâm lại gần gũi, lại cúng dường, lại thừa sự. Đối với thiện tri thức phải tất cung tất kính, tâm chẳng si loạn. Xin tu Phật pháp thì y giáo phụng hành, Phật pháp sâu như biển cả, phải dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập thì mới có sự thành tựu. Tâm chẳng si loạn thì chẳng điên đảo, phải giác biết tất cả việc ma mà có bốn thứ: một, thiên ma; hai, ngũ ấm ma; ba, phiền não ma; bốn, tử ma. Nếu việc đầu tiên giác biết là cảnh giới ma thì tâm chẳng có ngu si và tán loạn, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Chẳng những biết được tất cả việc ma mà còn phải lìa khỏi các ma nghiệp tạo ra, trong tâm chẳng si loạn. Trong thời gian bất khả thuyết kiếp tu hành Bồ Tát hạnh, tâm chẳng si loạn. Bồ Tát này thành tựu vô lượng chánh niệm như vậy ở trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Từ chỗ chư Phật Bồ Tát thiện trí thức lắng nghe chánh pháp, đó là pháp thâm sâu, pháp rộng lớn, pháp trang nghiêm, pháp đủ thứ sự trang nghiêm, pháp diễn nói đủ thứ tên cầu vạn thần, pháp Bồ Tát trang nghiêm, pháp Phật thần lực quang minh vô thượng, pháp chánh hy vọng quyết định giải thành tịnh, pháp chẳng chấp trước tất cả thế gian, pháp phân biệt tất cả thế gian, pháp rất rộng lớn, pháp lìa si mê chiếu rõ tất cả chúng sinh, pháp tất cả thế gian, cộng pháp, bất cộng pháp, pháp Bồ Tát trí vô thượng, pháp nhất thiết trí tự tại. Bồ Tát tu hạnh lìa si loạn, ngài hay thành tựu vô lượng chánh niệm, và trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, từ chỗ chư Phật, Bồ Tát hoặc thiện tri thức, lắng nghe 15 thứ chánh pháp, đó là: một, pháp thâm sâu, tức là lý thể chứng được đại phần nghĩa thâm sâu; hai, pháp rộng lớn, tức là pháp thể nghiệp dụng; ba, pháp trang nghiêm, tức là pháp đầy đủ đức tướng; bốn, pháp đủ thứ sự trang nghiêm, tức là pháp một đủ tất cả; năm, pháp diễn nói đủ thứ tên câu vạn thần, tức là đủ thứ danh từ, đủ thứ lời câu, đủ thứ kinh văn Bồ Tát đều diễn nói pháp này; sáu, pháp Bồ Tát trang nghiêm, đây là hành pháp vì nhờ nhân nghiêm quả; bảy, pháp Phật thần lực quang minh vô thượng, đây là quả pháp chứng được pháp vô thượng của Phật; 8. Pháp chánh hy vọng quyết định giải thành tịnh,
tức là pháp dứt hai chướng, tức là sơ địa đại nguyện. 9. Pháp chẳng chấp trước tất cả thế gian, tức là căn bổn trí. 10. Pháp phân biệt tất cả thế gian, tức là hậu đắc trí. Hai thông này đến thất địa. 11. Pháp rất rộng lớn, tức là chứng pháp nhẫn thâm sâu như pháp giới, tức là pháp bát địa. 12. Pháp lìa si mê chiếu rõ tất cả chúng sinh, tức là bậc pháp sư rõ vật cơ, tức là pháp cửu địa. 13. Pháp tất cả thế gian, cộng pháp, bất cộng pháp. Cộng pháp tức là pháp chúng sinh, bất cộng pháp tức là pháp chư Phật, tức là pháp thập địa. 14. Pháp Bồ Tát trí vô thượng, tức là trí đẳng giác. 15. Pháp nhất thiết trí tự tại, tức là trí Như Lai. Bồ Tát lắng nghe pháp như vậy rồi, trải qua A Tăng kỳ kiếp chẳng quên, chẳng mất, tâm thường nghĩ nhớ, chẳng có gián đoạn. Bồ Tát tu hạnh lìa si loạn, lắng nghe Đại Bồ Tát Công Đức Lâm nói 15 pháp như vậy rồi, trải qua A Tăng kỳ kiếp thời gian cũng chẳng quên một pháp, hoặc mất đi một pháp, thường nghĩ nhớ, pháp này ở trong tâm, chẳng có khi nào gián đoạn. Tại sao? Vì khi Đại Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp tu các hạnh, thì quyết không não loạn một chúng sinh, khiến cho họ mất chánh niệm, chẳng phá hoại chánh pháp, chẳng giữ căn lành, tâm thường tăng trưởng trí huệ rộng lớn. Là nguyên nhân gì? Vì Đại Bồ Tát trong vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát thì không bao giờ não loạn một chúng sinh nào, khiến cho họ mất đi chánh niệm, cũng chẳng phá hoại chánh pháp, mà thường bảo hộ chánh pháp, chẳng những chẳng dứt căn lành của mình, mà cũng chẳng khiến cho kẻ khác dứt căn lành, trong tâm thường tăng trưởng, trí huệ rộng lớn. Có người muốn xuất gia, nếu khuyên họ đừng xuất gia, thì đây là khiến cho họ mất đi tâm bồ đề, dứt căn lành của họ. Đây là xa nhân quả, tương lai phải đọa vào địa ngục vô gián, thọ tội nghiệp không kỳ hạn. Có người chẳng phát tâm bồ đề, thì nên tìm cách khuyên họ phát tâm bồ đề. Đây là trực tiếp trợ giúp họ thành Phật đạo, tức cũng là gián tiếp trợ giúp mình thành Phật đạo. Lại nữa, Đại Bồ Tát này, đủ thứ âm thanh cũng không thể mê hoặc tán loạn ngài được. Đó là âm thanh cao lớn, âm thanh thô trược, âm thanh cực kỳ khiến cho người sợ hãi, âm thanh vừa ý, âm thanh chẳng vừa ý, âm thanh làm loạn căn tai, âm thanh phá hoại sáu căn. Lại nói tiếp, vị Đại Bồ Tát này, bất cứ âm thanh gì cũng không thể khiến cho tâm của ngài tán loạn mê hoặc. Những âm thanh này gồm có 7 thứ. 1. Âm thanh cao lớn. 2. Âm thanh thô trược. 3. Âm thanh khiến cho người rất sợ hãi. 4. Âm thanh khiến cho người rất vừa ý. 5. Âm thanh khiến cho người chẳng vừa ý. 6. Âm thanh rầm rì làm loạn căn tai. 7. Âm thanh ngăn trở pháp hoại căn tai. 7 thứ âm thanh này, một số người nghe thì tâm ý sẽ phiền não tán loạn, song Bồ Tát nghe thì tâm chẳng tán loạn. Tại sao? Vì Bồ Tát tu pháp môn lục độ, đạt được thọ dụng chánh định, chẳng bị cảnh giới lay chuyển. Bồ Tát này nghe vô lượng vô số âm thanh hay dở như vậy, giả sử đầy khắp A Tăng kỳ thế giới, chưa từng có một tâm niệm tán loạn. Đó là chánh niệm chẳng loạn, cảnh giới chẳng loạn, tam muội chẳng loạn, và pháp thâm sâu chẳng loạn, thực hành hạnh bồ đề chẳng loạn, phát tâm bồ đề chẳng loạn, nghĩ nhớ chư Phật chẳng loạn, quán pháp chân thật chẳng loạn, giáo hóa trí huệ chúng sinh chẳng loạn, thành tịnh trí huệ chúng sinh chẳng loạn, quyết định thấu rõ nghĩa thâm sâu chẳng loạn. Vị Bồ Tát này tu hạnh lìa si loạn, ngài nghe vô lượng vô số âm thanh hay hoặc âm thanh dở như đã nói ở trước, giả sử đầy dẫy A Tăng kỳ thế giới, nhưng ngài chưa từng ở trong một niệm có sự tán loạn, thường có chánh niệm nên tâm chẳng loạn, gặp được cảnh giới mà tâm chẳng loạn, khi vào tam muội mà tâm chẳng loạn, và pháp thâm sâu mà tâm chẳng loạn, khi hành Bồ Tát hạnh mà tâm chẳng loạn, khi phát tâm Bồ Đề mà tâm chẳng loạn, khi nghĩ nhớ chư Phật mà tâm chẳng loạn, quan sát pháp chân thật mà tâm chẳng loạn, giáo hóa trí huệ chúng sinh mà tâm chẳng loạn, thành tịnh trí huệ chúng sinh mà tâm chẳng loạn, quyết định hiểu rõ nghĩa lý thâm sâu, tâm chẳng tán loạn. Vì chẳng làm nghiệp ác nên chẳng có nghiệp chướng, vì chẳng khởi phiền não nên chẳng có phiền não chướng, vì chẳng khinh mạn pháp nên chẳng có pháp chướng, vì chẳng phỉ báng chánh pháp nên chẳng có báo chướng, vì chẳng làm nghiệp ác cho nên chẳng có nghiệp ác chướng ngại, vì chẳng khởi phiền não cho nên chẳng có phiền não chướng ngại, vì chẳng khinh mạn tất cả pháp cho nên chẳng có chướng ngại tất cả pháp, vì chẳng phỉ báng tất cả chánh pháp
cho nên chẳng có tất cả quả báo chướng ngại. Phật tử, các âm thanh như đã nói ở trên, mỗi âm thanh đầy khắp A Tăng Kỳ thế giới, nơi vô lượng vô số kiếp chưa từng gián đoạn, đều có thể hủy hoại tán loạn thân tâm tất cả các căn, mà không thể nào hủy hoại tâm của Bồ Tát này. Các vị đệ tử của Phật, như các âm thanh đã nói ở trên, mỗi âm thanh đầy khắp A Tăng Kỳ thế giới, ở trong vô lượng vô số kiếp, chưa từng có lúc nào gián đoạn, âm thanh đó có thể hủy hoại thân tâm của tất cả chúng sinh, làm tán loạn tất cả các căn, nhưng không thể nào hủy hoại tán loạn tâm của vị Bồ Tát này. Bồ Tát vào trong tam muội trụ nơi thánh pháp, suy ngẫm quán sát tất cả âm thanh, khéo biết tướng sinh trụ diệt của âm thanh, khéo biết tánh sinh trụ diệt của âm thanh. Vị Bồ Tát này tu hạnh lìa si lạc, vào trong chánh định chánh thọ, trụ ở trong thiền định thánh pháp, dùng sự suy ngẫm để quan sát tất cả âm thanh, khéo biết tất cả âm thanh đều là không, chẳng có tướng sinh, chẳng có tướng trụ, chẳng có tướng diệt. Do đó, nhân duyên các pháp sinh, ta nói tức là không. Lại khéo biết tất cả âm thanh sinh như thế nào, trụ như thế nào, diệt như thế nào, đều là vô thường, hư vọng không thật, cho nên chẳng có thể tánh. Nghe như vậy rồi, chẳng sinh tâm tham, chẳng khởi tâm sân, chẳng mất chánh niệm, khéo thủ lấy tướng mà chẳng nhiễm trước. Vị Bồ Tát này nghe Bồ Tát Công Đức Lâm nói những tướng sinh trụ diệt và tánh sinh trụ diệt của âm thanh rồi, đối với tất cả âm thanh chẳng sinh tâm tham, tức cũng là chẳng lưu ý đến thanh trần, chẳng khởi tâm sân, chẳng mất chánh niệm. Bồ Tát minh bạch tất cả tướng âm thanh đều là hư vọng không thật, cho nên chẳng nhiễm trước thanh trần. Chẳng nhiễm trước tức là chẳng tham luyến, tất nhiên chẳng nhiễm trước thì biết tất cả âm thanh chẳng có thật thể, như huyễn như hóa, biết tất cả âm thanh đều chẳng chỗ có, thật không thể được, chẳng có kẻ làm, cũng chẳng có bổn tế, đồng với pháp giới chẳng có khác biệt. Tại sao Bồ Tát chẳng chấp trước tất cả thanh trần, chẳng bị thanh trần lay chuyển? Vì Bồ Tát biết tất cả âm thanh đều chẳng chỗ có, chẳng có một thật thể của âm thanh, tìm nguồn gốc của âm thanh thật không thể được, vì là không, cũng chẳng có người làm ra âm thanh này, âm thanh cũng chẳng có bổn thể. Tuy nhiên là không, nhưng tận hư không khắp pháp giới, vì đồng với pháp giới cho nên chẳng có phân biệt. Bồ Tát thành tựu hạnh thần lời ý vắng lặng như vậy, đến nhất thiết trí, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, kéo vào tất cả các môn thiền định, biết các tam muội đồng một thể tánh, thấu rõ tất cả pháp chẳng có bờ mé, đắc được tất cả pháp chân thật trí huệ, đắc được tam muội lìa âm thanh thâm sâu, đắc được A Tăng Kỳ các môn tam muội, tăng trưởng tâm bi rộng lớn vô lượng. Vị Bồ Tát này ngày thành tựu hạnh thần lời ý thanh tịnh vắng lặng như vậy, mới đắc được bậc nhất thiết trí, vĩnh viễn tinh tấn hướng về trước, chẳng thối lùi về sau, cho nên kéo vào hết thảy các môn thiền định, biết rõ tất cả tác muội đều đồng một thể tánh. Do đó, một tác muội tức tất cả tác muội, tất cả tác muội tức một tác muội. Lại minh bạch tất cả các pháp chẳng có bờ mé, vì chiếu rõ các pháp thật tướng cho nên đắc được trí huệ tất cả pháp chân thật, lại đắc được định lực tức âm thanh lìa âm thanh thâm sâu, lại đắc được vô lượng vô số pháp môn định lực, tăng trưởng tâm bi rộng lớn vô lượng vô số. Bây giờ Bồ Tát ở trong một niệm đắc được vô số trăm ngàn tam muội, nghe âm thanh như vậy tâm chẳng mê hoặc tán loạn, khiến cho những tam muội đó dần dần càng tăng thêm rộng lớn. Lúc đó vị Bồ Tát này đã đắc được định lực thâm sâu, pháp môn rộng lớn, cho nên ở trong một niệm chứng được vô số trăm ngàn cảnh giới tam muội, nghe được những âm thanh ở trên tâm chẳng bị thanh trần lay động, khiến cho tam muội đắc được dần dần càng tăng thêm rộng lớn. Bèn nghĩ như vậy, tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh an trụ trong chánh niệm thanh tịnh vô thượng, nơi nhất thiết trí đắc được chẳng thối chuyển, rốt ráo thành tựu vô dư niết bàn. Vị Bồ Tát này cũng nghĩ như vậy, tôi sẽ giáo hóa tất cả chúng sinh, dùng pháp môn phương tiện khéo léo để khiến cho tất cả chúng sinh an trụ ở trong chánh niệm vô thượng Bồ Đề thanh tịnh, đắc được nhất thiết trí huệ của Phật, đắc được quả vị vĩnh viễn chẳng thối chuyển, tương lai rốt ráo thành tựu vô dư niết bàn. Đó là hạnh lìa si loạn thứ 5 của Đại Bồ Tát. Bồ Tát Công Đức Lâm nói, đây là hạnh lìa si loạn thứ 5 của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh thiện hiện của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật,
gì là hạnh thiện hiện của Đại Bồ Tát tu hành, tức cũng là pháp môn bát nhã trong lục độ. Bát nhã dịch là trí huệ. Trong Luận Du Già có nói về ba thứ trí huệ: một, hay biết chân thật, tùy giác thông đạt huệ; hai, hay như thuyết nơi ngũ minh và trong tam tụ quyết định thiện xảo huệ; ba, hay làm tất cả hữu tình nghĩa lợi huệ. Ở trong Nhiếp Luận cũng có ba thứ huệ: một, vô phân biệt gia hạnh huệ; hai, vô phân biệt căn bổn huệ; ba, vô phân biệt hậu đắc huệ. Lối khác lại nói có: một, văn tự bát nhã; hai, quán chiếu bát nhã; ba, thật tướng bát nhã. Bồ Tát này thân nghiệp thanh tịnh, lời nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, trụ chẳng chỗ được, thị hiện không chỗ được thân là ý nghiệp, biết được ba nghiệp đều chẳng chỗ có, vì không hư vọng nên chẳng có ràng buộc, phàm là những gì thị hiện ra đều không có tánh, không có nương tựa. Vị Bồ Tát này tu hạnh thiện hiện, thần nghiệp cũng thanh tịnh, chẳng có hành vi sát sinh, trộm cắp, tà dâm, ba điều ác, lời nghiệp cũng thanh tịnh, chẳng có nói dối, nói theo rẻ, nói hai lưỡi, chửi mắng, bốn điều ác, ý nghiệp cũng thanh tịnh, chẳng có tư tưởng tham sân si, ba điều ác. Các vị phải hồi quang phản chiếu nghĩ xem, thân nghiệp của mình có thanh tịnh chăng, có sát sinh chăng? Nếu như có con muỗi đến chích bạn, bạn có dùng tay đập nó chết không? Hoặc có con kiến đến ăn mật đường của bạn, bạn có giết nó chết chăng? Hoặc những con sầu bọ khác, bạn có làm nó chết chăng? Phải biết rằng người thọ giới phải giữ gìn giới luật, không được giết hại. Nếu đập chết một con muỗi hoặc đạp chết con kiến, đó là phạm tội sát sinh, đời sau quả báo không thể lường được. Phàm là Phật tử thọ nam giới, không những chẳng sát sinh mà ngược lại phải phóng sinh, tóm lại phải bảo vệ sinh mạng của tất cả chúng sinh. Hãy xem chúng kiếp trước hoặc nhiều đời là lục thân quyến thuộc, quán tưởng như vậy thì sẽ sinh tâm đồng tình, thương mến, bảo vệ. Cũng chẳng phạm giới sát sinh, càng không phạm giới dâm. Nếu không cẩn thận mà đã phạm thì mau ra trước bàn Phật kiển thành sám hối, bằng không thì sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Lại phản tỉnh lời nghiệp của mình có thanh tịnh chăng, có nói dối chăng, có nói theo rẻ, nói hai lưỡi, chửi mắng chăng? Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không có thì miễn. Tóm lại, không được tạo nghiệp miệng. Nếu phạm nghiệp miệng thì sẽ phải đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Đây chẳng phải là uy hiếp, bất quá còn mắt phàm phu của chúng ta nhìn chẳng thấy mà thôi. Nếu khai mở ngũ nhãn thì những cảnh giới này sẽ quan sát thấy rất rõ ràng, sẽ biết tuyệt đối chẳng phải là lời uy hiếp. Đối với ý nghiệp có thanh tịnh chăng, cũng phải suy ngẫm tỉ mỉ. Trong tâm có tâm tham chăng, có tâm sân, tâm si chăng? Vì có tâm ba độc này thì khiến cho con người thọ sinh tử trong luân hồi chẳng được giải thoát, cho nên phải học tập hạnh thiện hiện của Bồ Tát, chẳng có sinh tâm tham, tâm sân, tâm si. Chúng ta phải kiểm thảo thân lời ý, ba nghiệp của mình có thanh tịnh, triệt đẻ chăng? Nếu thành tịnh thì tu đạo mới có sự thành tựu.